Tờ Bloomberg đưa tin với việc hạn chót thanh toán khoản nợ hai trái phiếu châu Âu kết thúc hôm ngày 26 tháng 6, Nga lần đầu tiên vỡ nợ nước ngoài sau hơn một thế kỷ. Cụ thể, Nga cần phải trả khoản lãi suất trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ này từ ngày 27 tháng 5, nhưng được ân hạn đến ngày 26 tháng 6 do không thể trả tiền sau mốc thời gian quy định. Về mặt kỹ thuật, Nga đã rơi vào tình trạng vỡ nợ. Phía Moscow phản đối việc sử dụng thuật ngữ vỡ nợ. Theo giới chức Nga, họ có đủ nguồn lực tài chính để chi trả bất cứ khoản phí nào, nhưng vấn đề là họ không thể thanh toán. Một chuyên gia tại công ty Loomis Sayles của Mỹ nói với tờ Bloomberg rằng đây là một điều rất hiếm khi xảy ra khi một chính phủ có thể trả nợ nhưng bị một chính phủ nước ngoài ép rơi vào tình trạng vỡ nợ. Hồi đầu tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố phương Tây đã ép Nga đến cảnh vỡ nợ nhân tạo. Nhân tạo ở chỗ, đây là tình huống do phương Tây tạo ra, chứ không có cơ sở thực tế nào về việc Nga bị vỡ nợ. Kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nước này đối mặt hàng loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây, khiến Moscow không thể trả lãi suất trái phiếu cho các nhà đầu tư bằng đồng đô la Mỹ hay euro. Theo Bloomberg, các nhà đầu tư chưa nhận được tiền thanh toán từ Nga nên tiếp tục theo dõi diễn biến cuộc xung đột tại Ukraine và hy vọng các lệnh cấm vận sẽ dần được dỡ bỏ thay vì hành động ngay lập tức. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ giành lại toàn bộ số thành phố đã rơi vào tay Nga, bao gồm cả Severodonetsk vừa thất thủ sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Đề cập tới Severodonetsk, một trong hai thành phố cuối cùng mà Ukraine từng kiểm soát tại tỉnh Lugansk và đã thất thủ hoàn toàn hôm 25 tháng 6, Tổng thống Ukraine khẳng định nước này sẽ giành lại tất cả những thành phố đã mất. Tất cả những thành phố của chúng ta, Severodonetsk, Donetsk, Lugansk, chúng ta sẽ giành lại tất cả. Mỗi tuần chúng ta tiến tới Kherson, không một ngày nào chúng ta quên những gì xảy ra ở Melitopol, ở Benyat, Mariupol, tất cả những thành phố của Ukraine hiện đang bị tạm chiếm đóng, chúng ta sẽ giành lại tất cả. Vị lãnh đạo Kiev cũng nói thêm, những đòn tấn công của tên lửa Nga không ngớt đã xác nhận một thực tế rằng các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga là không đủ để giúp Ukraine và Ukraine cần nhiều vũ khí hơn. Tuần qua, Ukraine cũng đã nhận được hệ thống tên lửa HIMARS từ Mỹ. Họ cho biết đã sử dụng loại vũ khí này để đánh trúng mục tiêu. Hệ thống tên lửa HIMARS có nhiều tính năng vượt trội so với các vũ khí mà Ukraine đang sở hữu. Với tầm bắn xa hơn, HIMARS có thể giúp Kiev tấn công sâu vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, đe dọa các đơn vị pháo binh hay kho hậu cần của Nga. Tuy nhiên, giới phân tích chưa chắc chắn về khả năng HIMARS có thể thay đổi được cục diện ở miền đông Ukraine khi số lượng vào tay Ukraine còn ít ỏi. Lãnh đạo các nước EU mới đây đã nhất trí tăng cường chuẩn bị cho kịch bản không có khí đốt Nga và chỉ trích Moscow đang vũ khí hóa năng lượng. Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu EU ngày 24 tháng 6 nhóm họp tại Bruxelles để bàn về vấn đề lạm phát cũng như tác động từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tới giá cả lương thực, năng lượng và hàng hóa. Theo đó, cuộc họp đã thống nhất một số bước đi cụ thể, song các nhà lãnh đạo giao nhiệm vụ cho Ủy ban châu Âu tìm nhiều cách hơn để đảm bảo nguồn cung với giá cả phải chăng khi Nga vũ khí hóa khí đốt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết việc tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế đang được tiến hành. Với nguồn cung khí hóa lỏng của Mỹ năm nay tăng 75% so với năm ngoái và lượng khí đốt từ đường ống của Na Uy tăng 15%. Bà von der Leyen cho biết ban lãnh đạo EU sẽ trình bày kế hoạch chuẩn bị cho việc cắt giảm thêm khí đốt Nga cho các nước thành viên vào tháng sau. Theo bà, hy vọng vào điều tốt nhất chuẩn bị cho điều tệ nhất. Đó là những gì EU đang làm. Trong khi đó, Thủ tướng Latvia Karišanis Kari nói rằng khái niệm về năng lượng giá rẻ đã không còn và khái niệm về năng lượng Nga về cơ bản cũng biến mất. Ông Karis nhấn mạnh EU đang trong quá trình đảm bảo các nguồn cung thay thế. Trong những tuần gần đây, một số quốc gia châu Âu báo cáo nguồn cung khí đốt Nga giảm đáng kể. Châu Âu nhập khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên từ Nga trước khi xung đột Ukraine bùng phát. Song con số này hiện còn khoảng 20%. EU tháng trước cam kết lấp đầy ít nhất 80% các cơ sở dự trữ vào tháng 11 trước tình hình giá khí đốt biến động, song hiện chỉ thực hiện được khoảng 55%. Một quan chức EU nhận định việc Nga dừng toàn bộ nguồn cung khí đốt chỉ còn là vấn đề thời gian.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23 tháng 6 đã khẳng định Nga là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho châu Âu, sau khi Berlin chỉ trích việc Moscow giảm nguồn cung là đáp trả chính trị. Nga khẳng định công ty Siemens của Đức đã trì hoãn trả lại linh kiện cho một trạm nén cần sửa chữa, buộc Nga phải cắt giảm 60% khí đốt vận chuyển tới Đức qua đường ống Nord Stream. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức cảnh báo đất nước của ông sẽ thiếu khí đốt nếu nguồn cung từ Nga vẫn thấp như hiện tại và một số ngành công nghiệp sẽ phải đóng cửa vào mùa đông tới. Cuộc khủng hoảng an ninh lương thực do căng thẳng Nga-Ukraine có nguy cơ làm tăng số người di cư tại các nước nghèo, khiến số người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán tiếp tục tăng cao. Đó là cảnh báo vừa được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đưa ra, trong bối cảnh số người phải di tản do các cuộc xung đột đã tăng gấp đôi trong một thập kỷ. Báo cáo thường niên về xu hướng di cư trên toàn cầu của UNHCR ước tính có 89,3 triệu người đã phải di tản do bạo lực, xung đột vào cuối năm 2021, tăng gấp đôi trong một thập kỷ. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm trầm trọng thêm tình hình khi khiến số người di cư trên thế giới lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu người. UNHCR nhận định những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu vốn đang suy yếu do căng thẳng Nga-Ukraine đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn một lượng lớn người di cư. Tuy nhiên, hiện thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng ngũ cốc, phân bón, khiến hàng trăm triệu người đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. Và nếu không sớm giải quyết vấn đề này, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ. Chúng ta đang đối mặt với một loạt các vấn đề như chiến tranh, bạo lực, khí hậu và trên hết là cuộc khủng hoảng lương thực. Cuộc khủng hoảng này sẽ gia tăng xu hướng di cư mà thế giới phải đương đầu trong những tháng đầu năm. Theo UNHCR, vào cuối năm 2021, ước tính có 27,1 triệu người phải sống trong điều kiện tị nạn, trong khi số người tìm cách tị nạn đã tăng 11% lên 4,6 triệu người. Đây cũng là năm thứ 15 liên tiếp, số người phải di tản ngay trong nước do xung đột đã tăng lên 53,2 triệu người. Ước tính khoảng 83% người tị nạn trên thế giới vào cuối năm 2020 là tới từ những quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Mặc dù hoan nghênh phản ứng hào phóng của Liên minh châu Âu-EU trong việc tiếp nhận những người di cư từ Ukraine, ông Randy nhấn mạnh rằng những người tị nạn xung đột từ Syria và Afghanistan lại không được đối xử như vậy, đồng thời kêu gọi cách tiếp cận bình đẳng hơn trong vấn đề người di cư. Người đứng đầu UNHCR nhận định ngoài những tác động tức thời, cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng đang làm phức tạp thêm các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay, khi tác động tiêu cực đến hợp tác quốc tế.